Chào bạn, vậy là quá nhanh, quá nguy hiểm. Thì hôm nay mình đã có chiếc Galaxy Note 9. À, thực ra đây là Galaxy Note 8. Còn đây với là chiếc Galaxy Note 9 full box. Và mình sẽ ngay ra đây, mình sẽ bóc hộp cho các bạn xem. Hiện tại nếu các bạn quan tâm đến chiếc Galaxy Note 9 thì hoàn toàn có thể đặt hàng tại 7net với rất nhiều phần quà đến từ Samsung. Bên cạnh đó, khi các bạn đặt gạch từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 8 tại 7net thì các bạn sẽ được tặng thêm một phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng nữa. Nên là nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì hãy đặt hàng ngay đi nào. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ ngắm nhìn một chút về phần ngoại hình của chiếc hộp này trước. Vẫn như thông lệ của những dòng Galaxy Note thì chiếc hộp của chúng ta vẫn được hoàn thiện từ chất liệu giấy và màu đen sẽ là màu chủ đạo. Tuy nhiên thì khác với phiên bản trước thì trên phiên bản Galaxy Note 9 chúng ta mặt trước chỉ có duy nhất chiếc bút và màu vàng là cái phiên bản mà đặc biệt nhất. Phía bên phần cạnh trái thì sẽ có dòng chữ Samsung Galaxy Note 9. Tuy nhiên thì mình có một lời chê cho đội ngũ design của Samsung khi mà đáng nhẽ ra giữa số 9 và chữ Note này phải có dấu cách, thiếu dấu cách nhá. Nên là các anh design nếu mà nhận được thông tin này thì các anh nhớ cách cho em ra nhá, thì nó mới đúng, đúng chuẩn. Còn phía bên phần cạnh trái thì chúng ta sẽ có thông tin đây chính là máy chính hãng Samsung Việt Nam này. Và phía phần cạnh trên chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến email của máy. Và không lăm vòng nữa, mình sẽ mở hộp luôn. Rồi, và sau khi bóc cái lớp siêu ra thì các bạn có thể thấy rằng chiếc hộp của chúng ta đã đẹp hơn rất nhiều. Và thôi, mở ra luôn cho anh em đỡ nóng. Mình sẽ rút theo đúng cái chiều của bút này. Phía bên dưới chúng ta sẽ có dòng chữ Samsung. Rồi, và mình sẽ rạch cái siêu này ra. Và phía trên cùng thì chúng ta sẽ có dòng chữ Galaxy Note. Và đây chính là chiếc hộp đựng. Và phía bên trong này chúng ta sẽ cùng nhau xem là có gì. Hộp như này biết đâu lại Samsung lại tặng cái ốp. À, đúng như vậy. Samsung sẽ tặng cho chúng ta một chiếc bao cao su. À nhầm, cái ốp silicone. Phía bên trong này chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Và đây chính là nhân vật chính. Phía bên dưới chúng ta sẽ có cổng OTG Type-C này. Một chiếc củ sạc với sử dụng công nghệ là QuickCharge 2.0. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có vẫn có một chiếc tai nghe AKG. Như thường lệ thì chúng ta vẫn có hai đầu bút để có thể thay đổi. Và một chiếc kẹp để thay đổi. Đấy, chúng ta sẽ có cáp USB Type-C. Chúng ta sẽ có thêm một số tip để chúng ta có thể thay đổi vào cái chiếc tai nghe AKG này. Trời ơi, đây chính là chiếc Galaxy Note 9 mà chúng ta hằng mong đợi được cầm nắm đây rồi. Bóc ra nào. Ui, cái cảm giác của bóc siêu nó sướng quá anh em ạ. Phiên bản mình đang có trên tay đây đó chính là phiên bản màu xanh, phiên bản đặc biệt nhất với chiếc bút màu vàng. Wow, trời ơi, nó vàng ơi là vàng luôn này. Chiếc Galaxy Note 9 của chúng ta khi đặt cạnh chiếc Galaxy Note 8 này thì mình nghĩ rằng từ mặt trước các bạn sẽ khá là khó để có thể nhận biết ra đâu là chiếc Galaxy Note 9 và đâu là chiếc Galaxy Note 8. Tuy nhiên thì cũng không phải là quá khó khi mà phần viền dưới của chiếc Galaxy Note 9 đã được mài giũa một cách tỉ mỉ hơn, nó mỏng hơn. Chính vì vậy thì kích thước màn hình của chiếc Galaxy Note 9 nó đã đẩy lên một chút, đó chính là 6,4 inch thay vì là 6,3 inch như chiếc Galaxy Note 8. Và quay sang phần mặt lưng thì đây cũng là cái điểm khác biệt nữa giữa chiếc Galaxy Note 8 và chiếc Galaxy Note 9. Khi mà cái cụm cảm biến vân tay đã được kéo xuống phía bên dưới khiến cho chúng ta có thể thao tác một cách dễ dàng hơn, không bị cầm nhầm vào cái camera như chiếc Galaxy Note 8 ở đây. Bên cạnh đó, khi nhìn kỹ vào cụm camera kép trên chiếc Galaxy Note 9 thì các bạn cũng có thể thấy rằng cái cụm cảm biến này nó được làm to hơn. Và có được điều đó nhờ việc là camera của chiếc Galaxy Note 9 có khả năng điều chỉnh khẩu độ kép f/1.5 đến f/2.4. Phần cạnh phải thì giống hệt so với chiếc Galaxy Note 8, chúng ta sẽ có nút nguồn này. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có mic thu âm phụ này, khay SIM và thiết bị của chúng ta sẽ hỗ trợ 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ nhớ. Phần cạnh trái sẽ là nơi chứa phím Bixby và phím tăng giảm âm lượng và nó được hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ. Phía phần cạnh dưới thì vẫn như thường lệ, Samsung không chịu làm thẳng hàng giữa giắc cắm này, ở cổng sạc USB Type-C, mic thoại, loa ngoài và chiếc bút S Pen. Chúng ta vẫn đang sử dụng phiên bản Android 8.1.0 và phiên bản Samsung Experience sẽ là 9.5. Giao diện nó cũng không thay đổi quá là nhiều. Bút S Pen là thứ mà Samsung đầu tư nhiều nhất và quảng cáo nhiều nhất. Và ngay sau đây mình sẽ thử cho các bạn xem. Trên thân bút thì chúng ta sẽ có một cái phím này để chúng ta có thể sử dụng để điều khiển chiếc máy của chúng ta. Trước khi chúng ta nhấn giữ thì chiếc máy sẽ mở camera, ấn một cái là chụp và nhấn hai cái thì sẽ đổi camera. Đó, chụp
rất là dễ dàng. Ngoài ra thì nhiều bạn nghĩ rằng là chiếc máy của chúng ta sẽ sử dụng Bluetooth để có thể điều khiển, thì thực tế ra không phải như vậy. Vì đây, Bluetooth vẫn tắt và chiếc bút của chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Chính vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thời lượng pin mà như các bạn, nhiều bạn đặt ra là chúng ta bật Bluetooth liên tục. Ok, vào rồi là bài mở hộp trên tay và đánh giá nhanh chiếc Galaxy Note 9 siêu phẩm hàng đầu thế giới hiện tại. Với những cái nhìn đầu tiên của mình thì đây là chiếc máy mà không có quá nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên những cái thay đổi nho nhỏ thôi, như là màn hình nhỏ hơn, chúng ta sẽ có vị trí cảm biến vân tay được điều chuyển xuống bên dưới, cũng là thứ thay đổi góp phần đem đến trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng ta. Đồng thời chúng ta sẽ có nâng cấp về phần cấu hình, rồi thì camera cũng sẽ là thứ mà khiến cho người dùng hoàn toàn có thể nâng cấp lên thế hệ Galaxy Note 9. Còn các bạn liệu đang dùng Galaxy Note 8 thì có lên là Galaxy Note 9 hay không? Cũng như là các bạn có lựa chọn Galaxy Note 9 ở thời điểm hiện tại hay không? Thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.